ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một bà hoàng hậu nhan sắc đẹp tuyệt trần. Bà ta bị ám ảnh sắc đẹp tới mức ngày nào cũng ngồi trước gương thần và hỏi: hỡi tường kia ngự trên tường, hãy nói ta nghe thử xem, sao trên đời có ai sánh ngang sắc đẹp của ta? Dạ lúc khi xưa bà đây đẹp trai cứ không ai vượt qua, nhưng mà có bạch tuyết nay muôn phần đẹp hơn, da trắng như tuyết mùa đông, làn môi thắm như hoa hồng tươi. Hoang đường, trước giờ có ai dám đẹp bằng ta? Người hãy mau đi tìm ra, giờ bạch tuyết đang chơi ở đâu? Xong tìm cách gì khiến cho nó tà hình ngay? Có mà chạy đằng trời mày đã biết bắt con ơi, theo luật của hoàng hậu mày sẽ bị tống giam suốt đời. Nghe đồn ở rừng này nhiều loại thú dữ khắp muôn nơi, em này sẽ phải đi đời 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 không kịp nói một lời. Làm gì thế, cho tôi vào chơi với? Đang nhậu có thích qua đây làm trai? Vương quốc tôi bên đồi kia và bạch tuyết tôi đây là công chúa, nhưng bị hãm hại chẳng biết đi đâu về đâu. Xin hãy cho tôi ở đây và tôi sẽ lau dọn giặt quần áo. Không cần nói nhiều, chúng ta là người một nhà. Vô lý sao con bạch tuyết lại vẫn sống nhăn răng ở kia thế? Thôi được, thế này chúng ta sẽ diệt trừ người. Tóc mà bị che ngọn và sơ xác với tóc gãy rụng, hãy dùng lực của bà lập tức tóc sẽ mau phục hồi. Có thật là kỳ diệu vậy không? Thôi cháu không tin đâu, cứ dùng một lần đi mà sóng rồi tóc dài xuống mượt, không gầu không giàu xinh đẹp người đã tới số rồi. Tao nhà bà trông được bà không phun thuốc, mua ngay đi, mua một được tặng một vừa ngon mà giá rất hữu nghị. Ui thật là tuyệt vời, bà góp cho cháu ăn luôn đi. Công nhận tao này ngon thật, 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 ngon thật. Gương thần ngự ở tường hiện ngay lên nói cho ta nghe, ai giờ đẹp tuyệt trần bằng ta, người hãy mau check lại. Bây giờ bà là người đẹp nhất trên thế gian, ok. Ta mà số 2, 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 không ai dám số 1. Cho ta người kia và ta sẽ cho người cả vương quốc. Không được, không được, chúng tôi không làm vì tiền. Vậy hãy cho ta được không và ta sẽ yêu thương nàng hết mức. Cũng được, thế ngươi hãy mang về đi. Ôi đính mệnh cuộc đời mà ta đã kiếm bao lâu nay, bây giờ phải làm gì? Bạch tuyết ơi hãy mau thức dậy, mang thật nhiều đồ nghề lại đây. Bạch tuyết hãy tin ta, lên rừng xuống biển trăm nghìn khó khăn, khó khăn, khó khăn, khó khăn, khó khăn, khó khăn, ta vẫn sẽ cứu nàng. Mày cứ đợi đấy con bạch tuộc kia. Vương kia ngự ở trên tường, thế ra dạ cái gì mà dạ? Gọi họ xưa này gọi, gọi tao báo cáo đàng hoàng, thái độ lên nét ngôn tử thoải phác. Người không nghe tiếng giải giang, loại này giải hạn sắc sang cái. No. Ai đói quá, đi kiếm cái gì ăn thôi. À, ở kia có quán ăn. Quán mình có món gì ngon không cô chủ? Hôm nay có món mới, đó là món tôm chiên xù. Vậy cho tôi một đĩa tôm chiên xù và một cốc rượu vang đỏ. Ok, đợi tôi một chút nha.
Thank you.